Chiếc tay tôi đây là dòng khớp nối xích KC5016 KC ở đây nghĩa là gì? KC ở đây viết tắt của nhà sản xuất dành cho cái dòng khớp nối sử dụng xích liên kết như này Còn số 50 ở đây có nghĩa là nó sử dụng cái cỡ xích 50 Ở đây nó sẽ sử dụng một cái chuỗi xích đôi 50 như này Tiếp theo nữa cái số 16 ở đây là gì? Số 16 ở đây có nghĩa là nó sử dụng hai phần cùi này Có số răng là 16 răng nên được gọi là khớp nối xích KC5016. Tôi là Luân và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái khớp nối xích này sẽ phù hợp với những ứng dụng nào và dòng KC5016 này sử dụng cho những đường kính trục như thế nào để phù hợp với cái tải và mô men của bạn. Bạn nào cùng xem video nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu được cái khớp nối xích KC5016 này Nó là một cái dạng khớp nối mềm anh em nhé Cho nên là cái ưu điểm đầu tiên nó là nó có khả năng khử cái độ lệch trục nhá, Cái tiếp theo nữa là nó sử dụng xích để liên kết giữa hai trục với nhau Cho nên là khả năng truyền tải mô men xoắn là lớn à, Vì sử dụng xích cho nên là nó sẽ phải bảo dưỡng bằng cái loại dầu mỡ theo định kỳ anh em nhé À, vì bảo dưỡng dầu mỡ lúc nào thường xuyên cho nó phải có cái vỏ này nó phải sinh ra cái vỏ này để bảo vệ cái vỏ này có tác dụng là như thế nào vì nó là nối hai trục với nhau cho nên là trong quá trình quay tạo ra lực ni tâm vì dầu mỡ cho nên nó sẽ bị bắn ra bên ngoài thì cái vỏ này giúp cho việc cái dầu mỡ nó duy trì thường xuyên ở đây không bị bắn ra bên ngoài cái thứ hai nữa là khi khớp nối này hoạt động ở trong cái môi trường mà bụi bẩn hay là hóa chất thì nó sẽ tránh được tác động từ bên ngoài vào làm ảnh hưởng đến cái xích này làm han dỉ hay làm đứt xích làm cho cái khớp nối này hoạt động được bền hơn nhờ cái vỏ này nhá bây giờ mình sẽ đo những cái thông số kích thước cơ bản của cái khớp nối KC5016 cho anh em xem nhá thì trước tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái kích thước cùi cùi này để xem là nó phù hợp với đường kính trục bao nhiêu này kích thước cùi của nó sẽ là 60 mm anh em này 60 mini này Tiếp theo đó là tổng chiều dài của khớp nối này Tổng chiều dài của nó là 97.11 mini này à, Tiếp theo anh em ta sẽ quan tâm đến cái phần vỏ này Sẽ là cái nó có kích thước vỏ nhôm ngoài là bao nhiêu Thì đường kính của vỏ nhôm nó sẽ là 111 mini anh em ạ 11 111 mini Đây 111 mini Tiếp theo đó là chiều dài của cái loại này à, nó sẽ là 83 83 83.2 mm em nhá. Thì đấy là những cái thông số kỹ thuật cơ bản của cái KC5016 này. Cái khớp nối xích KC5016 này thì nó phù hợp với những cái loại đường kính trục như thế nào? Lúc trước chúng ta đo được cái cái loại cái loại này, thước đường kính cùi của loại 5016 này là 60mm Vì vậy mà nó nó phù hợp với cái loại trục từ 32mm anh em nhá Từ 30 từ 32 tùy vào cái cái khả năng truyền tải mà chúng ta sử dụng cái trục từ 32 Kích thước trục khuyên dùng là 32 mm trở về uh, 32, 30, 28, 24, 22 Uh, 2028 đấy là những cái kích thước trục của những cái loại động cơ giảm tốc uh, thường dùng ở trên thị trường này. Không chỉ am hiểu về kỹ thuật sản phẩm để tư vấn cho khách hàng chọn sản phẩm phù hợp, chúng tôi còn có khả năng giao hàng nhanh với số lượng lớn bằng việc có hai kho hàng ở Dĩ An Bình Dương và long biên hà nội đây là một trong những kho hàng ở long biên hà nội của... để mua hàng anh em tìm thông tin hệ dưới phần mô tả trong video này và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về các dòng sản phẩm khớp nối trục cũng như các thiết bị chuyển động công nghiệp khác xin chào và hẹn gặp lại